Đó, đọc gì em ơi, mới thấy nha. Ồ. Ok không? Giang xin chào cả nhà. Hôm nay hai anh em đi thả lưới ban ngày tiếp nha cả nhà. Giờ này là 7 giờ sáng nha. Hai anh em sang cũng mới vừa bủa lưới xong luôn. Đó, cây cờ đó. Bủa dài qua tới bên kia luôn. Là dàn lưới nè của sang là 500m nha. Dạo lưới là 7 thước. Còn mặt lưới là 1 tấc 4. Đó. Trời hừng sáng nè cả nhà. Chưa chân là bữa nay thấy là ổng buồn hiu rồi. Hôm qua là ổng nắng dữ, tươi cười lắm, nắng nứt đầu luôn. Đó. Chúng tôi cũng xuồng lưới kìa. Này bữa cách bờ ra khoảng 150m nha. Không có thả gần bờ, cái này là anh em sang thả giữa sông, thả dài xuống đó. Đó, lúc lúc dưới đó đó là mới kéo lưới nha. Rồi chừng nào hai anh em sang thả tới chỗ rồi kéo lưới, sang sẽ quay tiếp cho anh chị em xem. Anh em sang văng lưới nha cả nhà. Tới chỗ rồi. Thank you.
Cái gì đây? Chạy nè. Ồ, dù đếm nghe. Có hàng. Con đầu tiên. Dầu ngon thế.
Rồi, trái anh chị em ơi. Vô đếm nha. Vô mà. Vô đếm. Cái máy thơm, nó bùi như cái cốc gì đó. Thank you.
đồng chị em ơi, mới thấy nha. Ồ. Ngon ghê không? Queo luôn rồi. Lắm. Quà mẹ quay nghe của mẹ. Chín sáu. Queo. Ngon ghê. Chạy lên nó nhấn tiêu không ơi. Chạy lên tới bên đỏ.
lớn chạy qua thằng Châu. Chạy không có đi gì cả. Em ơi, hai anh em sang cũng mới vừa kéo lưới xong luôn, mới vừa phân vừa dồi luôn, bây giờ dựng máy chạy đi lên bắn cá nha. Trong đó là tăng châu nghe anh em, nó bờ kè tăng châu, rồi bây giờ là qua Đồng Tháp bắn cá nha. Đó, bên này sáng bên đó là Đồng Tháp, còn bên đây là tăng châu. Hôm nay hai anh em sang cũng được mấy con gì nha. Đó, cá cốc nè anh em, từ con chứ nghe, khó thấy lắm tại nước nhiều quá. Đó, từ con nha, nhóc con luôn, cá dồ, cá cốc, cá duồng bay đủ thứ chứ nha, cá bụng nữa. Chứ con cá cha gì đó đó anh em chết, nhưng mấy con cá nhỏ cá cày cái này, cá này sang chỉ quay thả lúc bắn cá cho anh chị em xem thôi, chứ lúc bắn cá thì sang cũng không có quay nghe anh chị em. Anh chị em xem cũng thông cảm cho sang. Rồi giờ